Ngọc Dung xin kính chào quý khán thính giả đến với câu chuyện trong tuần. Kính mời quý vị theo dõi bài viết võ văn thưởng, nguyễn mạnh hùng, nguyễn công khế và trần huỳnh duy thức, do tác giả tường năng tiến. Câu chuyện ông trần huỳnh duy thức không chỉ cho thấy vấn đề tù nhân lương tâm, tình trạng vi phạm nhân quyền hoặc thân phận trí thức dưới chế độ cộng sản mà còn cho thấy một vấn đề lớn hơn và có tính xã hội rộng hơn, vai trò và sự chọn lựa chỗ đứng của người trí thức. Mạnh Kim, trang dân luận, có một bài viết ngắn, tại sao báo chí chính thống không có một dòng nào về chuyện Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực của nhà báo Nguyễn Công Khế với phần kết luận như sau. Còn một việc nữa, Mấy hôm nay, rầm rang trên mạng xã hội và các cơ quan báo chí nước ngoài đang nói chuyện tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực. 27 ngày có nguy cơ dẫn đến nguy hiểm tính mạng. Trần Huỳnh Duy Thức cũng được trên mạng xã hội và truyền thông nước ngoài đánh giá là một người có trí tuệ trong giới bất đồng, chính kiến. Thế thì tại sao trước một tin tức như vậy? Phía nhà nước và báo chí chính thống không hề có một dòng nào hoặc có việc đó hay không có tôi luôn nghĩ rằng và luôn nhắc lại rằng bài toán minh bạch thông tin sẽ giải quyết được rất nhiều vấn nạn trong xã hội ta và từ đó mới loại được những tin giả tin bịa như thật trên mạng xã hội và tôi cũng tin rằng hai nhân vật chủ yếu nắm công tác tư tưởng hiện nay làm được việc này, đó là ông Võ Văn Thưởng và ông Nguyễn Mạnh Hùng. Ngay bên dưới bài viết này là phản hồi của hai vị độc giả vô cùng nhanh nhẫu. Nguyễn Phương, sao nó tuyệt thực lâu vậy mà chưa chết nhỉ? Đức Cường, nó có dám tuyệt thực đéo đâu. Nó lừa cho mấy thằng ngu hải ngoại tin để cho tiền nó mà hai ông Nguyễn Phương và Đức Cường đã giúp cho người đọc lý giải được phần nào nỗi băn khoăn. Tại sao báo chí chính thống không có một dòng nào về chuyện Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực? Của nhà báo Nguyễn Công Khế, ngoài những phản ứng kịp thời thường dẫn, còn có rất nhiều trang mạng với vô số những bài viết có liên quan đến Trần Huỳnh Duy Thức. Diễn đàn Dân Chủ Màn tuyệt thực làm hàng của Trần Huỳnh Duy Thức Tre làng Trần Huỳnh Duy Thức bị tốt tuyệt thực đều Nền dân chủ Tuyên bố tuyệt thực đến chết Có phải Trần Huỳnh Duy Thức đang muốn đi Mỹ? Mõ làng Đám ăn theo trò tuyệt thực của Trần Huỳnh Duy Thức Việt Nam mới Trần Huỳnh Duy Thức tung tin tuyệt thực để làm gì? Người con yêu nước Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực và trò tung hứng của các nhà rận chủ. Chống luận điệu xuyên tạc về vụ Trần Huỳnh Duy Thức tung tin tuyệt thực. Loa phường Trần Huỳnh Duy Thức có thực sự nhịn đói. Giọng điệu cũng như lời lẽ của những cái loa phường kể trên nghe quen lắm. Cũng y như cách ăn nói của đám dư luận viên thuộc bình đoàn 47 vậy thôi. Bởi vậy, hai ông Võ Văn Thưởng và ông Nguyễn Mạnh Hùng khó mà chối được rằng mình hoàn toàn vô can với cái thứ ngôn từ đầu đường xó chợ này. Trong nhiều trường hợp nhạy cảm, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn thường dùng quần chúng tự phát hay đám dân phòng vào việc trị an thay vì lực lượng công an sắc phục. Tương tự ban tuyên giáo và bộ thông tin đang sử dụng đám dân phòng trên mạng. Thế cho báo chí chính thống là điều hoàn nhất quán với đường lối và chính sách của Đảng hiện nay. Có thể vì bận rộn công việc gia đình, vì phải xuất ngoại thường xuyên, ông Khế đã không nắm vững tình hình nên đặt vấn đề trật lất. Trong khi Nguyễn Công Khế chất vấn hai nhân vật chủ yếu nắm công tác tư tưởng hiện nay thì dưới bài viết thượng dẫn của ông cũng có vị độc giả nêu câu hỏi như sau. Xuân Nguyễn Văn, Nguyễn Công Khế từ thằng chiêu hồi đến kẻ cơ hội nay trở thành kẻ biên chất. Không đủ tuổi và tư cách để chém gió về vấn đề dân chủ và minh bạch. Chính hắn môi giới để thằng Phước tặng sách cho nguyên chủ tịch nước rồi tung lên mạng thực hiện cáo mượn, oai hùng, bị cựu chủ tịch nước nổi giận, yêu cầu gỡ xuống. Không hiểu ông Khế có thấy xấu hổ không? Tôi hoàn toàn không biết gì về những chuyện lùm xùm, tặng sách cho nguyên chủ tịch nước, cáo mượn oai hùng. Vừa dẫn, lời than phiền của ông Nguyễn Văn Xuân chỉ khiến tôi chợt nhớ đến một môi trường khác. Một nghi vấn khác, theo như cách nhìn khe khắt của nhà phê bình văn học Vương Chí Nhàn. Thế tại sao Nguyễn Khải lại viết đi tìm cái tôi đã mất? Theo tôi, trường hợp này cũng như cũng giống như chế Lan Viên viết di cáo thơ và tố hữu tâm sự với Nhật Hoa Khanh. Thực chất, cái việc các ông cố ý làm nhòe khuôn mặt của mình như thế này là cốt để xếp hàng cả hai cửa cửa cũ, các ông chẳng bao giờ từ. Còn nếu tình hình khác đi, có sự đánh giá khác đi, các ông đã có sẵn cục gạch của mình ở bên cửa mới. Bạn đọc có sống ở Hà Nội thời bao cấp, hẳn nhớ tâm trạng mỗi lần đi xếp hàng. Và không quên, không sao quên được những cục gạch mà có lần nào đó mình đã sử dụng. Tôi chả sống ở Hà Nội thời cao bao cấp Ngày nào cả nhưng vẫn thông cảm được cái tâm trạng xếp hàng hai cửa. Nếu đúng của một người ở hoàn cảnh chân trong chân ngoài, như ông Nguyễn Công Khế, tôi cũng hoàn toàn chia sẻ một nỗi khó khăn với hai ông Võ Văn Thương và Nguyễn Mạnh Hùng, nơi trốn quan trường của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nói một đằng là một nẻo, là chủ trương xuyên suốt của nhà đảng cầm quyền. Do đó, tuy tuyên bố là tổ chức đối thoại, nhưng ông trưởng ban tuyên giáo và ông bộ trưởng thông tin tuyên truyền vẫn thản nhiên, xua đám lâu la ra đối thoại bằng cái thứ ngôn ngữ hạ cấp của bọn du thủ du thực, không khiến ai ngạc nhiên cả. Trong một xã hội mà không có nhân cách người ta vẫn sống, thậm chí còn sống béo tốt hơn nên quý ông Võ Văn Thưởng, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Công Khế có thể dùng mọi phương tiện để biện minh cho cú cánh của mình. Điều ăn ủi là giữa lúc nhiễu nhương như hiện cảnh tổ quốc vẫn còn, có những người từ chối sống báo tốt và sẵn sàng hy sinh tính mạnh, vì lẽ phải như ông Trần Huỳnh Duy Thức. Nhà báo Mạnh Kim nhận xét, ông Trần Huỳnh Duy Thức sẵn sàng chấp nhận cái chết đến. Vì biết khó mà thuyết phục một nhà cầm quyền như Việt Nam, biết thượng tôn pháp luật một cách đơn giản theo lẽ nhân loại văn minh. Nếu chả may mà sự việc có xảy ra bi thảm như vậy, chăng nữa thì cái chết của ông cũng khiến cho đám thường dân được đỡ phần tuổi hổ. Chúng tôi cảm thấy vô cùng yên ủi khi biết rằng dù quê hương rơi vào hoàn cảnh bi đát đến thế nào chăng nữa, thì đất nước này vẫn còn có những vị nhân sĩ đáng kính, hết lòng vì dân tộc chứ không chỉ thuần là một lũ trí thức trùm chăn hay một đám cơ hội ăn theo. Kính thưa quý vị, câu chuyện trong tuần đến đây tạm chấm dứt. Ngọc Dung xin hẹn lại quý vị trong câu chuyện trong tuần kỳ tới. Kính chúc quý vị một ngày an lành và hạnh phúc.